Xin chào tất cả quý vị các bạn. Thì rất lâu rồi, hôm nay thì chúng tôi show một cái ca mà rất đặc biệt ở một bạn nữ khách hàng rất là trẻ tuổi. Tại sao bạn ấy trẻ nhưng mà cái lượng mỡ thừa và cái da trùng rất là nhiều? Bạn này thì chưa sinh nở lần nào. Cái thành bụng của bạn nó thì tức là cái cơ ở trong thành bụng bạn ấy thì rất là tốt, độ đàn hồi rất tốt. Tuy nhiên cái lượng da thừa nó quá nhiều, và thứ hai là lượng mỡ tương đối là quá nhiều luôn. Đây là một trong những ca mà điển hình trong cái vấn đề về bệnh lý về cái sự rối loạn chuyển hóa mỡ các bạn nhé, rối loạn chuyển hóa mỡ. Bạn này không chỉ những ở chỗ vùng bụng, eo mà rất nhiều các ở vùng khác, chẳng hạn như tay, lưng, vai và đùi, và cả ngay cả nọng cằm của bạn cũng có rất là nhiều mỡ các bạn nhé. Thì bạn này đã đến đùi bạn đấy thì rất là lớn, thì do bạn đó cũng đã đăng ký cái dịch vụ là hút mỡ đùi. Tuy nhiên chúng tôi quyết định là thực hiện vùng trên trước, còn đùi thì sau khi bạn đó đã bình phục rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta thực hiện hút đùi các bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ nói nhiều về vấn đề về chúng ta là cái tạo hình thành bụng và cái vấn đề về hút mỡ. Như các bạn đã thấy đây là cái hình ảnh mà trước mổ các bạn có thể quan sát, đây là hình ảnh lưng và eo của khách hàng. Thường cái ở cái lượng mỡ như này nó rất là nhiều, nó tích tụ ở vùng này làm cho chúng ta cái eo chúng ta sẽ không, thứ nhất là nó không đẹp, thứ hai nữa là đặc biệt ở vùng lưng. Tại sao mà ở bệnh viện Cang Nam chúng tôi thực hiện rất nhiều những ca thủ thuật phẫu thuật vùng lưng đối với một số các bạn nữ, thì khi mà chúng ta mặc bikini hoặc nhất là cái áo lót thì thường nó tạo thành cái nếp nằn ở chỗ vùng này, làm cho khách hàng rất là khó chịu, do nó tạo thành một cái ngấn mỡ ở chỗ vùng này thì gây ra tình trạng là mất tự tin. Đặc biệt là đối với những cái mùa hè chúng ta đi tắm biển như thế thì làm cho cái cục mỡ dư thừa như thế ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề về thẩm mỹ của khách hàng cũng như tất cả các bạn nữ đó. Thì đây là một trong những ca mà chúng tôi đánh giá là một ca phẫu thuật rất đặc biệt, và cái sự thành công của sau ca phẫu thuật này chúng tôi đánh giá rất cao. Thứ nhất là toàn bộ cái lượng mỡ dư thừa ở chỗ vùng da, ở dưới da, lớp mỡ nông, lớp sâu chúng tôi đã hút kiệt toàn bộ các bạn nhé. Sau khi mà hút kiệt toàn bộ như thế, chúng tôi sẽ đánh giá lượng da thừa, chúng tôi thiết kế cái đường cắt da thừa, và đồng thời chúng tôi sẽ thu lại thành bụng các bạn nhé. Đó, thì đây là những cái hình ảnh các bạn có thể quan sát cái kết quả sau mổ chúng tôi đã thực hiện với ca đại phẫu rất thành công. Bạn này thực hiện rất nhiều dịch vụ, các bạn có thể quan sát cái hình ảnh mà chúng tôi đã vẽ ở đây, tức là chúng tôi thiết kế cái đường hút mỡ đó. Đây toàn bộ vùng lưng, vùng eo. Các bạn này thì do còn trẻ thì cái lượng da thừa nó cũng tương đối là nhiều đó, thì chúng tôi đã thu hạ hình ảnh bụng, và hiện tại sau khi mà khách hàng tỉnh dậy và thì cái da này nó sẽ còn co lại nữa, làm cho cái đường cong, đặc biệt cái vùng eo các bạn có thể quan sát nó đường cong rất là mềm mại các bạn nhé. Đó, đường cong rất là mềm mại, và thứ hai nó đã tạo cho cái vòng eo của chúng ta nó thực sự là nó quyến rũ hơn bao giờ hết so với hình ảnh trước mổ như này đó. Đây các bạn có thể xem hình ảnh nghiêng như này, chúng ta thấy cái lượng da thừa tương đối là lớn các bạn nhé. Cái vòng eo của các bạn nữ này thì các bạn có thể quan sát gần như là cái đường cong nó không được hoàn hảo và không được đẹp đó, do cái lượng mỡ dư thừa vùng eo nó làm cho cái dáng của bạn nữ này không đẹp đó. Cả cái vùng tay nữa các bạn nhé, lưng đấy. Khi chụp ở cái tư thế như thế này thì các bạn có thể đánh giá cái lượng da thừa này rất lớn, nó làm sệ cả cái vùng này, mặc đồ rất là xấu các bạn nhé. Đây nữa đó, các bạn có thể quan sát rất rõ. Đối với những cái khách hàng Việt kiều này của chúng tôi thì thường những cái dịp tiếp đến xuân về này thì các bạn đã về tham gia dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, happy, cảm thấy rằng là mình đã đem lại một cái vẻ đẹp. Cái vẻ đẹp này đặc biệt đối với các vòng 1, vòng 2, vòng 3 thì ở khách hàng này thì chúng tôi đã tin tưởng ở bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Chúng tôi về chúng tôi thực hiện dịch vụ lipo cánh tay này, lipo lưng này, lipo neck này, lipo nọng cằm này, lipo eo này, lipo bụng này, và tạo hình ảnh bụng các bạn nhé. Đấy, một lần nữa thì tôi cũng show tiếp tục hình ảnh trước mổ và sau mổ, các bạn có thể quan sát trực tiếp hình ảnh sau mổ đấy. Một sự thay đổi cực kỳ kỳ diệu các bạn nhé. Chắc hẳn các bạn xem cái lượng mỡ thực sự là cũng tương đối là nhiều, bạn có thể quay cái hình ảnh mỡ hút ra được tương đối là nhiều các bạn nhé, cả một cái bình kia nữa. Vâng, đây là lượng mỡ đã hút đi của khách hàng. Và đây nữa. Rất là nhiều mỡ đúng không ạ? Xoay đây. Vâng. Vâng, còn đây nữa, rất là nhiều. Vâng. Và đây là cái miếng da mà chúng tôi đã sau khi chúng tôi thực hiện cái thủ thuật mà phẫu thuật tạo hình thành bụng các bạn nhé, thì miếng da thừa. Đó là những cái hình ảnh mà chân thực và sống động nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, đặc biệt là những các bạn nữ giới mà muốn tham gia dịch vụ về lipo bụng eo để
đem lại cho chúng ta cái vóc dáng đẹp hơn, quyến rũ hơn và hoàn hảo hơn, mặc đồ nó đẹp hơn các bạn nhé, thì các bạn hãy đến với bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam chúng tôi, chuyên khoa sâu về hàng đầu về thẩm mỹ, về vóc dáng các bạn nhé.